Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin tự giới thiệu, mình là dược sư Hoàng Thị Thơm, là chuyên viên tư vấn của hệ thống nhà thuốc Trung Nguyên. Hôm nay mình muốn tư vấn cho các bạn một dòng sản phẩm mới và đang rất là hot hit hiện nay, đó chính là combo bộ sản phẩm làm đẹp Night White. Combo bộ sản phẩm làm đẹp Night White này thì gồm có hai sản phẩm, đó chính là một tip giữ bề mặt và một hũ kem dưỡng. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách dùng, tác dụng cũng như là điều đặc biệt của từng dòng sản phẩm. Đầu tiên đó chính là sữa rửa mặt Night White. Hình như các bạn biết, việc rửa mặt hàng ngày là điều rất là cần thiết. Và để lựa chọn được một loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình là việc cực kỳ quan trọng. Và xu thế hiện nay thì mọi người thường thích những sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên. Vì vậy mà dòng sữa rửa mặt Night White đều rất là nhiều người tin dùng vì nó được chiết xuất 100% từ tinh chất hoa phong lan tự nhiên. Sản phẩm sữa rửa mặt Night White này thì không có những chất hóa học để rửa mạnh và tạo bọt quá nhiều, nên sẽ giữ được độ pH phù hợp với làn da, làm cân bằng độ ẩm, không gây kích ứng và tổn thương trên bề mặt da. Khi mà chúng ta sử dụng sữa rửa mặt Night White hàng ngày sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác dịu mát, giúp làm sạch sâu và xích kích lỗ chân lông, từ đó làm giảm mụn, chống viêm, mang đến cho các bạn một làn da trắng sáng, đều màu. Về cách dùng thì mình khuyên các bạn nên sử dụng sữa rửa mặt Night White 2 lần trên một ngày. Và khi sử dụng sữa rửa mặt Night White thì các bạn sẽ sử dụng một cách rất là nhẹ nhàng và tránh làm tổn thương bề mặt da. Và sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là kem Night White. Kem dưỡng Night White thì cũng được chiết xuất từ tinh chất hoa phong lan thiên nhiên và dưới dạng lotion nên sẽ thẩm thấu sâu vào trong từng tế bào của da, làm tăng mối liên kết cho da, chống chảy xệ. Điều đặc biệt của dòng kem Night White giúp nâng cơ, tạo khuôn mặt V-line và nâng cơ mí mắt, mang đến cho các bạn một khuôn mặt khả ái. Ngoài ra thì trong y học cổ truyền, tinh chất hoa phong lan còn giúp điều trị vết thương, giúp làm khử trùng và tái tạo làn da bị tổn thương, thải độc, cấp ẩm, từ đó giúp chống sưng, giảm mụn. Và theo thời gian thì làn da của bạn sẽ xuất hiện những hắc sắc tố và từ đó là nguyên nhân hình thành nám sạm và nang. Nhưng các bạn đừng lo vì dòng kem Night White sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đó cho các bạn. Về cách dùng của kem Night White thì mình khuyên các bạn nên sử dụng 2 lần trên một ngày. Và bất kỳ những dòng kem nào thì các bạn nên thoa theo chiều kim đồng hồ để tránh làm phá vỡ các mối liên kết của tế bào da, làm da bị chảy xệ này, bị nhăn này. Và về giá cả thì mình khuyên các bạn nên mua một combo gồm có một tip sữa rửa mặt và một hũ kem thì sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều khi mà các bạn mua riêng lẻ từng loại sản phẩm. Và sản phẩm này thì đang được bày bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống nhà thuốc Trung Nguyên. Và mọi ý kiến thắc mắc thì xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909 602267. Và cứ vào 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của nhà thuốc Trung Nguyên mình sẽ lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.